Excuse me, everyone. So everyone come over here, please. This madam, sir, you go this way, please. Rồi, cháu mời chú đây cũng như anh chị nhà mình đi theo lối này vào nhé. You can fold your ticket and give it carefully. There are many flags. Maybe some of you is a nation, right? Flag, right? Yeah, because in 2014, yeah, the Vesak festival held in this place in 2014. So we welcome over 100 countries from worldwide. Yeah, to come here to celebrate that festival. Cái xe mà anh bảo nói sơ qua về cái chùa này chưa, nhưng mà chùa này được xây dựng vào năm 2013. Trong năm 2019 thì cái ngôi chùa này được gọi là ngôi chùa lớn nhất ở trong năm của chúng ta. Nhưng hiện tại bây giờ ngôi chùa này được xóa như bởi ngôi chùa do ông là thủ phú xây dựng nên đó có tên là Tam Trúc. Tôi định nghĩ là Nam.
palace built on the sleepy one of the statues. So totally, this pagoda has up to 502 statues. And this Aha statue is at different forms and different impressions. Là một bức tượng này nó có một hình thái khác nhau hoàn toàn, có một bức tượng nào giống nhau hết, nó nói lên một cái cách tu trì, một cái cách một cuộc sống tu trì để trở thành những người đạt được như thế này. Và những vị La Hán này là những người đã được gọi là niết bàn, những người ta không sống trong cái niết bàn, người ta đã sinh đức Phật xuống trần gian để gần gũi với mọi chúng sinh ở trên này, trên cái đất này để làm gương cho mọi chúng sinh. Có quả trống được mô phỏng của cộng đồng ngày xưa và nhảy đến 70 tấn. Bởi vì bây giờ mà đi thăm là mọi người bởi vì đi lên một hướng đi xuống. That's why every temple and pagoda is beautiful. Rồi chú với anh chị ơi, chúc Phật gia đình mình đến đây thì chúng ta để ngoài nhà mình vào đây ha. Anh em mình 보리고 또 믿고 밖에 못 보리고 그럼 저 진짜 그래요. 진짜
Đấy, nói chung là nhiều lắm.